kinh văn thị cố như lai giữ nhữ phát minh ngũ ấm bản nhân đồng thị vọng tường Thế nên Như Lai like, giải bày cho các ông rõ bổn nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Giảng thế nên Như Lai like, giải bày cho các ông rõ bổn nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Do lý nhân duyên đã được giảng ở phần trước Như Lai like, giải bày cho các ông rõ bổn nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Cái gì là bổn nhân của ngũ ấm, đó là vọng tưởng. Nếu quý vị quán chiếu thật sâu vào vọng tưởng, quý vị sẽ thấy nó không có thực thể riêng biệt. Thực ra mẹ của vọng tưởng là năm uẩn, từ năm uẩn mà có vọng tưởng, nương nơi chân mà vọng sanh khởi. Trước đây tôi chẳng nói rồi đó sao, ngọn núi ngũ uẩn đang đẻ bẹp quý vị. Lại có sáu tên giặc cướp trên núi đang chiêu tập lực lượng binh mã lương thực, rồi đi khắp nơi phá nhà cướp của, chúng nó không chừa một việc gì mà không làm. Năm ngọn núi ngũ uẩn ấy che phủ tánh như lai tạng. Nên tánh như lai tạng không hiển lộ ra được Chỉ với năm ngọn núi ngũ uẩn che mở chân tánh đã quá khổ rồi Mà lại còn thêm sáu tên giặc cướp kết bè đảng rồi mặc sức đi phá nhà cướp của nữa, tánh như lai tạng hoàn toàn bị che khuất dưới lũ cướp này. Nếu quý vị có thể hàng phục được 6 tên giặc cướp và ngu ấm thì tánh như lai tạng của quý vị sẽ tự nhiên hiển bày. Kinh văn: Nhữ thể tiên nhân phụ mẫu tưởng sinh, nhữ tâm phi tưởng tác bất năng lai, tưởng chung truyền mệnh. Việc dịch thân thể của ông trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh ra. Tâm ông nếu không có một niệm tưởng nào thì ông chẳng đến gá mạng vào nơi tưởng. Giảng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với A Nan, thân thể của ông trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh ra. Nguyên nhân ban đầu của thân thể ông là do cái tưởng của cha mẹ sanh ra. Bằng cách nào mà ông có được cái thân hiện tiền? Cái thân ấy do đâu mà có? Có là do mọi thứ tưởng nơi cha mẹ ông, trong kinh gọi là tưởng, nhưng thực ra chính là tình, nói rõ hơn là một thứ xúc cảm vì loài nãn xanh do tưởng xanh ra, loài thai xanh do tình xanh ra, Ngài an nan vốn được xanh từ bào thai chẳng phải nãn xanh. Nên trong trường hợp này, cái tưởng làm nhân để Ngài xanh ra chính là tình. Nói tóm lại, tất cả những cái ấy đều là vọng tưởng. Nói ở mức độ sâu hơn, cái nhân ấy là tưởng và chi tiết hơn nữa thì gọi cái ấy là tình. Cái nhân ban đầu là tình của cha mẹ nên họ cùng nhau thỏa mãn tình dục kết quả là đứa trẻ con được sanh ra thế nên chẳng phải trẻ em được sanh ra từ tình hay sao tâm ông nếu không có một niệm tưởng nào thì ông chẳng đến gá mạng vào nơi tưởng vì cha mẹ đã khởi cả tình lẫn tưởng nên mới có chuyện nam nữ tuy nhiên khi ông đang ở trong dạng thân trung ấm nếu ông không khởi nên cái tình yêu mến mẹ và ghét cha hoặc ghét mẹ và yêu thương cha thì thân ông không thể hiện hữu được Chính ông cũng vậy, mới ngay trong giai đoạn thân trung ấm thôi mà ông đã có niệm tưởng về tình rồi. Vì niệm tưởng về tình ấy nên thân trung ấm của ông nhập vào thai người mẹ. Nếu ông không có niệm tưởng về tình ấy thì ông không thể nhập thai và ông không thể có thân này. Đây là sự thực quá hiển nhiên ông chẳng thể nào phủ nhận được điều ấy kinh văn xác định rằng nếu ông không có tình tưởng thì thân tuyệt đối không thể nào hiện hữu làm sao mà có thể ra đời được sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng niệm tình tưởng ấy đã truyền sự sống đến cho quý vị nguyên nhân để quý vị có mạng sống là do các tình tưởng tương giao với nhau mà thành sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng nghĩa là cái tưởng của ông khiến cho sanh mạng của ông được tương tục nếu ông không có niệm tưởng nào thì sự sinh tử sẽ chấm dứt khi tưởng ấm tiêu dung thì quý vị sẽ rời xa tất cả điên đảo mộng tưởng khi mọi vọng tưởng đều tiêu trừ rồi thì việc sanh tử nơi quý vị cũng chấm dứt luôn tại sao quý vị phải chịu trải qua sanh tử đơn giản là chỉ vì quý vị có quá nhiều vọng tưởng khi một niệm vọng tưởng dừng thì niệm khác lại dấy lên giống như sóng vọng tưởng sinh khởi kế tiếp nhau vô cùng tận và nó khiến cho sinh mạng tương tục